đâu phải như không rồi Ngài là Phật xuống cõi đời này, mặc dù là có cái nhân duyên nhiều đời kiếp đối với chúng sanh rồi đó, nhưng mà do cái gốc mê nhiều quá cho nên đó là Ngài đó là giải đạo không có nghe. Cho nên Đức nghĩa là Phật Tổ Đức Ngọc Hoàng đó, Ngài mới triệu Đức Thầy về. Có nghĩa là trong 6 tháng giải đạo đó, thì coi như bây giờ cái người quy y theo đạo giác ngộ theo Thầy được bao nhiêu để gọi về hỏi Đức Thầy coi. Cho nên Đức Thầy mới viết cái bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi, và tạm đây ta mắc luôn hài gì trên bệ ngọc triệu gài hồi quy, không đành tách gót ra đi, nên dùng lời lẽ từ thì bá gia, từ giả mình đó. Và thiên đường lỗi ấy còn xa, muốn cho khỏi khổ xem qua lời triệm. Và chớ triêu con tạo thài lai, lôi âm sắc lệnh, đòi dài hỏi han. Bây giờ giống như cái lệnh của bộ giáo dục rồi, của Đức Phật Tổ Di Đà, Đức Phật Thích Ca và Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, sắc lệnh cho Đức Thầy là lâm phàm giả đạo. Trong 6 tháng trường giả đạo được bao nhiêu, đem về đi về báo cáo liền, phải không? Đó là cúi đầu tâu trước Phật Đàn, bây giờ tâu trước Phật Tổ. Tâu sao là thưa đồng đạo, lê dân ngoan ngạnh, sớm làng thì cừu khôi. Nghe nói thế nào mà cái đầu đuôi tâu lại khúc nôi, 100 mới được ối thôi 10 người. Mãn lo cao thấp ngạo cười, bởi chân trần hạ biến lười không lo. Hỏi coi nghe thầy nói gì hết tham phải không? Cho nên Di Đà nghe tấu buồn so, dạng dân bá tánh đắn đo nhiều bề. Làm sao chỗ Phật giữa kề, hung sùng tàn ác khó về giải phiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chúng tôi hết sức là cảm kính khi mà đến nơi chùa Hưng Hòa Tự trong cái buổi thuyết giảng này, bởi vì trước đây gần 20 năm chúng tôi có cái duyên đến chùa, thì chùa rất là đơn sơ. Nhưng mà do cái ý chí và cái năng lực, cái tinh thần vì đạo pháp của đồng đạo địa phương cũng như ban trị sự đã cố công gắng sức hợp tác cùng với đồng đạo địa phương các mạnh thường quân để xây dựng, để phát triển, để tồn tại được cái cơ sở đạo pháp đến ngày hôm nay. Và nói cái hội trường quy nghi này, nó biểu hiện được một cái sự thành tựu lớn trong cái ý chí lo đạo, làm đạo của đồng đạo chúng ta. Từ đó chúng tôi nghĩ rằng đây là một sự vận chuyển rất là nhiễm màu, rất là cao quý, bởi vì nơi đây là vùng trung tâm của vùng thánh địa, nơi Đức Thầy đã sinh trưởng ra cái nền đạo Phật giáo hòa hảo. Mà quý cô bác đồng đạo chúng ta đây là có đại cái nhân duyên được sống trong cái mảnh đất Phật, và nơi thánh địa là cái nơi tiếp cận được cái giáo lý chân truyền, được đầu tiên Đức Thầy đã coi như là khai nguồn pháp diệu để rồi chuyển hóa tiếp độ nhân sinh bằng chương trình Tam Độ Nhất Như. Chính vì những cái sự ra đời mà Đức Thầy chúng ta, Ngài đã dâng sắc chỉ, Ngài dâng chỉ đáo lai trần thế cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm mượn tay gã tờ qua thần hạ bút, với mục đích để làm gì thưa quý vị? Để khuyên bá tánh tầm tiên rời tục, chỉ mái trời bày tỏ việc về sau, để gái cùng trai già trẻ bước vào đường trí huệ quy y gìn đạo pháp. Thưa quý vị, từ đó nó mới có một cái cơ duyên mà tất cả, nói chung là chúng sinh trong cái thời mà pháp cùng cơ này, có một cơ hội để rồi được đánh thức bằng cái tiếng chuông đạo Đức Thầy đã đánh vang lên là đại đồng chuông đạo bom ngân, cho người say ngủ tỉnh lần giấc mê. Lý do tại sao mà Đức Thầy của chúng ta là muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngô diệm hưởng quả bồ đề chương thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen? Lý do sao vậy đồng đạo? Vì lòng tự ái chứa chan thương bách tính tới hồi tái họa,
và Ngài đã thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương Lê Thứ đến hồi khổ não. Và thêm một điều nữa là hiềm vì nỗi cảnh quốc phá gia vong, mái quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ dướng cảnh đồ lao chi xiết, xót thương chúng sanh vạn khổ. Và chính những cái khổ đó nó đã làm cho Đức Giáo Chủ Ngài không ngồi yên nơi ngôi vị, và Ngài đã thấy biển khổ đau an lòng đặng sông thuyền ra cứu vớt sanh linh, miễn cho bá tánh dạng mình hết cơn lĩnh tật, hết tinh đạo tật. Còn một mặt khác thì nhìn thấy cái sự mê lầm và cái cảnh đọa lạc luân hồi của chúng sinh đời đời kiếp kiếp như vậy, Ngài cũng đau lòng xót dạ chứ. Cho nên Ngài đó thì nhìn xa nước mắt rưng rưng, thương đời mê muội trầm lưng hoài hoài. Còn nhìn sang đối với cái cảnh mà thống trị cái đất nước và dân tộc bị cái nền văn minh vật chất bị xói mòn, nên Ngài mới động lòng. Vì thế mà Đức Giáo Chủ chúng ta cúi đầu tâu trưa lại củ trùng ngọc hoàng ban chiếu lão hùng giáo dân. Đó là cái lý do mà Đức Thầy chúng ta phải lâm phàm. Để chi? Một là phần sĩ tăng tay trống miệng kèn giác thiện tính, chấn hưng nền Phật giáo. Và nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi gọi khắp cả nhân gian, bể trầm lưng khô cạn sáo đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Đó là cái nhiệm vụ, nghĩa là tấm lòng thành quyết dựng đạo đời của Đức Thầy, để đôi điều hòa nhã nơi nơi thân này mới chịu ngồi ngơi thật đàng. Thưa quý vị, còn đối với cái vai trò nhiệm vụ, tại sao mà Ngài phải thần gắng sức ra công khuyến dỗ để gìn thuần phong mỹ tục của dòng tiếng? Tại vì an năm không quá lễ nghi đời nay văn vật, bỏ đi chẳng gìn. Hay là bài tường tận trước sau chung thủy, đời văn minh vật chất bỏ gương xưa, nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa, học thói mới lăn lòn theo sở dục. Thưa quý vị, cho nên đứng trước cái cảnh quốc phá gia vong, cái cảnh dân tộc bị thống trị và đất nước nó bị là suy vong, và đạo pháp thì bị xói mòn bởi cái chân truyền vô vi đã bị lung lạc, và cái đạo nhân luân thì coi như là ít có người để mà quan tâm, để mà thực hiện, để gìn giữ. Cho nên đau lòng đứng từ bi, Ngài là cố sức để rồi là Ngài thương sanh chúng đòi cơn nhạ dạ ngọc, ta quyết gìn chủng tộc giang sơn. Và Ngài làm sao đó để rồi là gìn giữ cái kỷ cương nề nếp của đạo pháp của thánh hiền để lại. Thế nên hôm nay với một cái chủ đề mà được Ban Phổ Truyền Giáo lý Trung ương phân công chúng tôi đến đây cùng chia sẻ với đồng đạo chúng ta, là gái trai lớn nhỏ ân cần chùi lao dạng mặt thì gần thánh tiên, và Tây Phương đua nở hoa liên chờ người hữu phước thiện duyên từ hoàng. Vừa qua thì đồng đạo chúng ta đã nghe hai vị đọc giảng viên đọc lại cái bài gọi là Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi. Bởi vì Đức Thầy chúng ta nghĩa là dân sắc lệnh lâm phàm, trong cái quá trình giáo đạo đó, để đúc kết lại cái thành quả trong cái giai đoạn mà Đức Thầy đem cái chánh pháp nhiễm màu, để rồi đó là đánh thức người mê trở về với đạo pháp. Bởi vì lòng thương Lê Thứ đáo ta bà, thừa chuyển pháp luân dụng khuyến ca, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, dạy răng kẻ tục dược nơi hàng. Nhưng mà trong cái quá trình mà giải đạo cứu đời đó, tuy rằng là Đức Thầy chúng ta là vị Phật, Ngài có đủ cái là năng lực trí tuệ thần thông và cái diệu pháp, nhưng cũng phải tùy theo căn cơ trình độ, tùy theo cái nghiệp cảm của mỗi chúng sinh. Cho nên Ngài phải diệu dụng phương tiện là tam độ nhất như. Trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Cho nên Ngài mới diễn nói Phật pháp, nghĩa là bày tỏ chân lý rồi chỉ mái trời, bày tỏ gì về sau. Trước là nói chân lý là để nói về thiên, cái là nhân quả, rồi con đường khổ duyên siêu đọa tà chánh, để chúng ta nghĩa là tự mình suy nghĩ lại. Bởi vì Ngài cho biết ta chẳng phải dùng lời chuốt ngót mà làm cho sanh chúng, dân chúng say mê nẻo chánh tà biểu lưỡng nhiều bề, cho sanh chúng tìm nơi cội gốc. Và thứ hai là Ngài nói thiên cơ để rồi truyền cho kẻ xa gần điều rõ biết, hầu ăn năn cải quá làm lành.
Để nhân đó mà ý thức được cái giai đoạn của thời kỳ mà gấp rút lo tu. Nhưng thưa quý vị, thiên cơ đạo lý để lòng đó thôi, đây là cái vấn đề mà tất cả đồng đạo chúng ta ai cũng phải hiểu như vậy. Tại vì nếu nói đạo lý không thì cô bác đồng đạo chúng ta hiểu một cách nó tổng quát, và coi như nó là một cái điều kiện mà nó gần gũi gắn liền trong cái đời sống tu tập của đồng đạo chúng ta. Nhưng mà nếu không nói thiên cơ để diễn đạt được những cái sự khổ, những cái khó, những cái chuyển biến của cuộc đời này thế nào để chúng ta hiểu, thì coi như mình thờ ơ lắm, mình xem thường lắm, và mình tu chậm lắm, phải không? Cho nên Ngài cũng dục hối bằng những cái tiếng chuông cảnh tỉnh về thiên cơ, nhưng để chúng ta biết, để chuẩn bị mình tu thôi, chứ không có đem ra đây bàn luận. Do đó rồi, ngoài cái hai phương diện này ra đó, thì Đức Thầy Ngài dưới thì dùng quyền diệu của tiên gia để độ bệnh, độ bệnh để cho kẻ căn lành nhờ được mạnh mà cảm đồng từ bi của chư vị với trong quan. Như vậy thì có số người cái căn cơ thấp kém thì nghe đạo lý cũng chưa thâm nhập gì, nhưng mà nhờ trị bệnh hết cái phát nguyện quy theo thầy tu. Nhưng còn bây giờ Ngài vẫn biết rằng trong cái sự hiện thân vào đời này đó, Ngài không bao giờ có cái cơ hội để mà gần gũi với chúng ta. Ngài phải xa cách, Ngài sẽ vắng mặt, Ngài sẽ trở về nơi cái cảnh giới đó là của Ngài. Và ngoài cái nhiệm vụ là giáo dân tại đất nước Việt Nam cõi trung ương này, Ngài còn đó là để cho thầy đi dạo ta bà đặng dạy kẻ đường xa cho rõ. Do đó mà Ngài đâu có ở gần mình, phải không quý đồng đạo? Thế nên Ngài mới dùng phương tiện thứ ba là chớ nước sâu mà bị gào thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết, nên phải tạm mượn cây ngòi viết, đem đạo màu như hạn cho mưa, đặng tố trần tâm ý người xưa chữ thậm thâm trong kinh Phật giáo. Để Ngài diễn nói hết được cái tôn chỉ vô vi của đạo Phật: bát chánh đạo, tứ diệu đề, thập nhị nhân duyên, môn hoằng diệt, pháp môn tu thiền tu tịnh, các pháp giải thoát, đều Ngài diễn nói hết. Để tùy theo cái ý thức tự giác của mỗi đồng đạo chúng ta. Bởi vì Ngài khẳng định rằng là tay chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời, chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa, làm theo để đắc đạo. Cho nên giờ chẳng lẽ trong cuộc đời này mình sanh lên chết xuống, rồi bây giờ giác ngộ tu lôi thôi qua một kiếp người, rồi cuối cùng con đường sanh tử vẫn là sanh tử. Vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị, nên phải đầu thai trở lại là con người thế gian. Và mục đích quan trọng của Đức Thầy đó, thì Ngài vẫn đưa cho tất cả tín đồ của Ngài đó được đến hai nơi quan trọng. Thứ nhất là dõi gót theo Thầy nương Phật cảnh, thứ hai là vui dày xem hội Long Quang. Đó, như vậy thì ở đây Ngài mới phân tích rõ được hai cái mục tiêu quan trọng, nên Ngài mới dựng đập lập thành một cái nền giáo thuyết học Phật tu nhân. Chứ nếu không có cái trình độ căn cơ mà cao thấp không đồng đó, thì Ngài nói nhất thừa pháp thôi, nói pháp đại thừa giải thoát, pháp thiền định kiên cố giải thoát luôn. Nhưng mà bây giờ chúng ta đâu có đủ khả năng. Vì thế mà trên thì Ngài cũng diễn đạt cái vô thượng thậm thâm dĩ triện dĩ tâm truyền tâm, để danh ngôn chép để rạch đàn tiên, để mới chứng minh rõ rằng là Ngài đã khẳng định rằng là đạo vô vi của Phật ân cần nói theo chí Thích Ca ngày trước. Nhưng bây giờ trình độ căn cơ mạt pháp của đời nay đó, thì thôi thì Ngài phương tiện quá để cho đồng đạo chúng ta dễ tu đó, là cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ sức văn từ dốc giải khuyên. Do đó mà cái con đường để tiến thân trong cái nẻo đạo đó, thì Ngài mới đưa chúng ta có hai cái hướng để mình chọn: dõi gót theo Thầy, đã theo học đạo đã theo Thầy, đã quy y làm tín đồ của Ngài rồi, mục đích con đường tu ngày mai để làm gì? Và Ngài mong mỏi rằng là chúng ta là tỏ câu cầu chúc cho đời, mong bá tánh dạng dân giải thoát, cuối cùng muốn mình giải thoát cho thôi. Mà giải thoát đây là giải thoát sanh tử, sanh vào bệnh chết. Giải thoát nghĩa là ra khỏi sáu nẻo luân hồi đó. Và giải thoát nghĩa là chúng ta buông bỏ những sự ô nhiễm ràng buộc trong danh lợi tình, trong tham sân si, để mình không còn vô minh để có trí tuệ. Giải thoát vậy đó. Rồi tự mình có gương trí huệ, để rồi hãy lấy gương trí huệ mà dọn sạch ma lòng, hay là mài gương trí cho tinh, cho khiết, dứt tâm trần để kiếm sắc không. Nhưng mà bây giờ cái giải thoát đó thì coi như mình chưa đủ sức để mình tự giải thoát một đời một kiếp này. Cho nên thôi thì Ngài mới chi, nghĩa là chuyển về cái chương trình tịnh độ môn, để làm sao mỗi người chúng ta là nương theo cái tịnh độ này,
Để rồi là chúng ta giải thoát sanh tử trong một đời một kiếp, cũng giải thoát sanh tử vậy. Nhưng nó dễ hơn, nó nhanh hơn. Do đó mà với cái mục đích quan trọng này, nhưng mà hỏi lại chứ thưa đồng đạo, chúng ta có khả năng mình thực hiện được hay không? Và giữa cái đời văn minh vật chất, giữa cái thế lực của danh lợi tình và cái nghiệp lực ma chướng nó đầy dẫy, nó đang bao quanh chúng ta đây thôi, cho mình có đủ sức vượt qua hay không, có chịu đựng được những sự thử thách hay không. Do đó và mình có cảm nhận được cái tấm lòng mong mỏi của Đức Thầy chúng ta để làm sao duy trì được cái đạo lý truyền thống, duy trì được cái là chân lý nhiệm màu, duy trì được thần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, và để giữ vững được cái phương hướng tu tập để ngày mai đây chúng ta đủ cái tiêu chuẩn để rồi để đến kiếp đến long qua chầu Phật, trước biết rõ được trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, chứng diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả, để sau làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Như vậy thì muốn có được một cái lộ trình tu tập nó tiến thân theo một cái phương hướng giáo lý căn bản và theo cái nền tảng, nghĩa là để chúng ta từ cái vị trí phàm phu là một người cư sĩ tại gia, chúng ta có cái đạo lý giải thoát, có cái chương trình tu tập, có pháp môn hành trì, có cái công việc chúng ta làm để rồi thù đắc ân nghĩa trong muôn mộc, để gọi là tu đền ở thế, thì mới có thể có hội đủ duyên lành, chúng ta mới đủ cái tiêu chuẩn ngày mai đây diễn kiến chân sư trong ngày long qua đại hội. Thế nên hôm nay trước hết thì Ngài đã khẳng định rằng đó, nghĩa là coi như gẫm trong hai chữ nhục dinh xưa nay thiên hạ kể kinh ít dùng, trong đời bị nhục với dinh không à, cho nên vì vậy đó mà người ta cứ chấp nê vào những cái chỗ đó ân quá cuộc đời hoài, rồi cứ hơn thua tranh đấu giành giật cấu xé với nhau, đời vật chất văn minh tranh cạnh chữ lợi quyền giật giết lẫn nhau, mới động lòng hiền chư Phật đớn đau ra kinh sám dạy căn trần trần thế. Chứ nếu không có cái cõi đời mà xáo trộn như vậy đó, cõi đời nó đầy sự ác được như vậy thì thôi, Đức Phật Ngài ở yên nơi vô vị chứ không xuống cõi ta bà này, phải không? Còn mình mặc tình sống chết ra sao kệ, không ăn thua gì. Nhưng do cái duyên sâu giữa mình và Đức Thầy nó nặng mang từ nhiều đời kiếp, cho nên Ngài mới khẳng định vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nên kệ tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta mới quá hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Mà ra đời cứu độ chúng sanh không phải cứu khổ ban vui, mà đây có một cái giai kỳ mà Ngài cho biết rằng khoa tràng lĩnh mở hậu thi, nên ta xuống bút giải thị trần gian, chớ mình hồn giữa lâm sang thảnh thơi mà xuống thế gian làm gì, ước mơ thượng cổ hồi quy thế trần nó no ấm phú thi an nhàn, rồi quân thần phụ tử vinh giang hết đó cái đáng khùng an phận khùng. Cái nhiệm vụ Đức Thầy dẫn mình từ 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 đi tới đó nó xong. Nhưng thưa quý vị, đâu phải như không rồi Ngài là Phật xuống cõi đời này, mặc dù là có cái nhân duyên nhiều đời kiếp đối với chúng sanh rồi đó, nhưng mà do cái gốc mê nhiều quá cho nên đó là Ngài đó là giải đạo không có nghe. Cho nên Đức nghĩa là Phật Tổ Đức Ngọc Hoàng đó, Ngài mới triệu Đức Thầy về. Có nghĩa là trong 6 tháng giải đạo đó, thì coi như bây giờ cái người quy y theo đạo giác ngộ theo Thầy được bao nhiêu để gọi về hỏi Đức Thầy coi. Cho nên Đức Thầy mới viết cái bài từ giả bổn đạo khắp nơi, và tạm đây ta mắc lưu hài vì trên bệ ngọc triệu gài hầu quy, không đành tách gót ra đi, nên dùng lời lẽ từ thì bá gia, từ giả mình đó. Và thiên đường lỗi ấy còn xa, muốn cho khỏi khổ xem qua lời triệm, và chớ triêu con tạo thài lai, lôi âm sắc lệnh đòi đài hỏi han. Bây giờ giống như cái lệnh của bộ giáo dục rồi, của Đức Phật Tổ Di Đà, Đức Phật Thích Ca và Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế xác lệnh cho Đức Thầy là lâm phàm giả đạo, trong 6 tháng trường giả đạo được bao nhiêu đem về đi về báo cáo liền, phải không? Đó là cúi đầu tâu trước Phật Đàn, bây giờ tâu trước Phật Tổ, tâu sao đây thưa đồng đạo? Lê dân ngoan ngạnh, sớm làng thì cười khôi, nghe nói thở thào, rồi đầu đuôi tâu lại khúc nôi, 100 mới được ối thôi 10 người, mãn lo cao thấp ngạo cười, bởi chân trần hạ biến lười không lo. Hỏi coi nghe thầy nói gì hết tham phải không? Cho nên Di Đà nghe tấu buồn so, dạng dân bá tánh đắn đo nhiều bề, làm sao cửa Phật giữa kề, hung sùng tàn ác khó bề giải phiên.
khó lắm. Thưa quý vị, từ cái chỗ đó mà Ngài thương quá. Bây giờ nếu mà Ngài không ra đời mở đạo thì chúng sanh phải khổ. Bởi vì đời ngôn hạ nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương sai chư Phật xuống miền như thế. Phải không? Rồi bây giờ cái thứ hai đó, nghĩa là lời trơn chánh trần hay bỏ liếp, đây là nguyên nhân nè. Mãi lo làm húng hiếp người hiền mà làm cho Ngọc Đế thảm thiền muốn trừng trị trần gian thảm thiết. Rồi Đức Phật Tổ tâm Ngài nhất quyết tâu Ngọc Hoàng để Phật giải trần. Cho nên Đức Ngọc Hoàng xem thấy chúng sanh tạo nghiệp ác quá nhiều rồi, cho nên Ngài là Ngọc Hoàng, Ngài muốn xử tiêu cho rồi đó. Phải không quý đồng đạo? Nhưng mà nhờ Đức Thầy chúng ta tâu xin với Phật Tổ cho quản lại đi. Cho nên cúi đầu tâu lại củ trùng đó. Củ trùng là chính bệ, là chỉ cho Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế để cho người quản lại đi. Chứ Ngài vũ sổ năm 1137 rồi đó, 36 đó, Ngài tiêu diệt từ năm Bính Tý 1136 đó. Đến năm nay hao hết đã nhiều, các ngoại bang là những máu điều sau trần thế không lo chẳng liệu, để đánh diệt gian lưng mà chịu cho Phật đau cứu kịp cho người. Mai nhờ Đức Thầy mình lòng từ bi và có cái duyên thương cảm chúng sanh, thương cho số tín đồ có tu rồi trước giờ mà tu chưa tới nơi tới chốn. Cho nên Ngài ra đời giai đoạn cuối cùng này để rồi chí quyết một lời ta độ tận, dắt chúng đến xa cảnh động sầu để kiếm con hiền đức dắt về, về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn. Phải không? Cho nên vì vậy đó mà Ngài mới xin quản lại cho thôi mình chết ngắt hết rồi, tiêu hồn tiêu xác hết, đâu còn tới giờ mà đi làm từ thiện nghe đạo quy gì nữa đâu, trễ thời kỳ rồi, phải không? Nhưng mà mai nhờ Đức Thầy cho biết rằng từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão mắc trong dòng sanh tử luân hồi, xuống diêm đình thấy tội hỏi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục kỳ xả tội, nay còn một lúc sau không tu đã có hưởng nhờ. Phải không? Cho nên vì vậy đó mà Ngài mới là xin với Ngọc Hoàng Thượng Đế cho quản lại, mà trong thời gian về mà trình bày đó cái sự việc thế gian này, Đức Di Đà cũng buồn đó. Bởi vì xưa là mà Đức Thầy Lâm Phàm đây cũng có liên quan Đức Di Đà nè. Muốn tu tỉnh nay đài gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy đó. Hay là A Di Đà nhìn xem khắp cõi đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh, hiện hào quang ngũ sắc hiện lành đang tìm kiếm những người hiền đức, kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức kiếm đạo màu đặng có hưởng nhờ. Cho nên mình đã mượn thọ cái ơn lớn lắm đối với Phật Tổ, Đức Di Đà, Đức Thích Ca, Đức Quan Âm và Đức Minh Vương, và luôn cả Đức Thầy chúng ta là người rất là gánh nặng cho cái nhiệm vụ. Thế mà bây giờ mình có cảm được đâu thưa đồng đạo, có suy nghĩ đến cái nỗi khổ của Ngài đó. Ngài ăn ngủ không yên cũng vì mình, thân khùng đêm vắng khóc thầm cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào an. Từ đây cách địa xa ngàn, ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy, giữa chừng đờn nở đứt dây chưa vui buổi hiệp, bỗng thầy lại xa. Thầy xa cách thầy đau khổ, thầy bị giàu ra trong cái cảnh là đài đọa cũng vì mình không? Như vậy đó mà mình còn chưa có cảm thông được, hỏi vậy rồi chừng nào đó thưa các bác đồng đạo. Thế nên bây giờ cái quan trọng á, tại sao mà Đức Thầy Ngài mới nhắm cái mục tiêu quan trọng là gái trai lớn nhỏ ăn cần? Bây giờ chúng ta bắt đầu bàn từ câu từ câu coi thầy mục đích, cái tâm niệm của Ngài muốn vậy nói gì. Bởi vì gái và trai đây là tượng trưng cho nam nữ, nam nữ tín đồ, nam nữ chúng sanh, là những người có mặt trên cõi đời này. Thế ai nam và nữ là gái trai thôi. Gái trai còn nói là những người còn trẻ, tuổi trẻ, phải không? Còn lớn là tuổi già. Nhỏ là những người là nhỏ đi, nhỏ là giai cấp thấp, lớn giai cấp cao. Lớn là người tuổi lớn, nhỏ là người tuổi nhỏ. Còn trai gái là tượng trưng cho những cái tuổi ấu thơ, trong cái giai đoạn còn non trẻ. Như vậy thì thưa với quý vị, cái đạo Pháp nó mang cái tính gọi là truyền thừa, gọi là tre già măng mọc. Hỏi giờ bây giờ cô bác mình lớn tuổi mà chết hết rồi, giờ không có tuổi trẻ rồi ai kế thừa? Do đó đó mà cũng phải có trai có gái. Mà Ngài chỉ biết trai với gái gán coi sự sách, đứng trung thần với kẻ tiết trinh đó. Hay là khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh, sách thánh hiền dạy đạo làm người đó. Cho nên vì vậy đó mà Ngài mới nói đạo lý để rồi gái cùng trai và trẻ bước vào đủ chào con đường đạo, đang đường trí huệ duyên đạo, quy duyên đạo Pháp đó. Cho nên vì vậy mà gái trai lớn nhỏ ân cần thì chúng ta rất may duyên là Đức Thầy quan tâm hết.
Từ trai gái trẻ nhà lời già lớn nhỏ, giàu nghèo sang hèn gì Ngài quan tâm hết. Ngài nói một câu nghe là rất là an tâm và cảm động. Tuy là ta không thể sanh thành, nhưng thương hết, ra tài dạy dỗ, không bỏ chúng sanh nào hết. Vậy thì thế nên bây giờ ở đây đó, chúng ta đứa thầy dạy chúng ta phải ân cần. Giờ gái trai phải ân cần cái gì đó. Hồi xưa giờ bộ mình không ân cần chứ không. Rồi bây giờ đứa thầy dạy mình phải ân cần, mà ân cần cái gì? Rồi chùi lao dạng mặt, có nghĩa là lao chùi làm cho nó sạch đẹp lên, cho nở mặt nở mày lên, để sao được gần thánh tiên. Gần thánh tiên gần ở đâu thưa vậy? Chừng nào gần? Rồi Tây Phương là cõi Tây Phương, là mình biết cái Tây Phương Cực Lạc rồi. Đua nở hoa liên, hoa sen đua nở, mình biết đây là cái tòa sen Cực Lạc ở ao sen báo rồi. Nhưng mà sao không chờ người niệm Phật nhiều, mà chờ người hữu phước rồi thiện duyên từ hòa. Đây là một cái gọi là một cái tiêu chuẩn đặc biệt. Cái người mà niệm Phật cầu giảng sanh đủ tính nguyện hạnh thì đương nhiên giảng sanh rồi. Đến nỗi bây giờ tới cái chương trình giảng sanh tịnh độ dành cho mấy người vậy đó, làm phước đồ, ngày xưa giờ ta tưởng đâu làm phước là thường thường thôi, bây giờ làm phước là tiêu chuẩn giảng sanh. Vậy thì chúng tôi sẽ cùng với đồng đạo chúng ta tìm hiểu từng phần trong cái bốn câu giảng này. Thưa quý vị, bởi vì cái thứ nhất á, gái trai là muốn nói cái tuổi trẻ đời nay đó. Thay vì bây giờ hồi xưa đó là sống trong cái thời kỳ đó là đạo pháp mới là nó hưng thạnh, rồi cái luân lý của thánh hiền nó được phát triển mạnh mẽ, thì ai cũng sống trong cái kỷ cương nề nếp hết. Nhưng lý do tại sao mà bây giờ Đức Thầy than đó, nó là bởi vì bài tường thận tận trước sau chung thủy, đời văn minh vật chất bỏ gương xưa, rồi nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa, học thói mới lăn lòng theo sở dục. Đây là lý do thứ nhất là đời văn minh vật chất cám dỗ. Bởi vì trẻ nhỏ tuổi đời này lăng mạ, bị văn minh cám dỗ là người. Tại tuổi trẻ đi không gần được cha mẹ, không được sự giáo dục với cha mẹ gần gũi với người có đạo, ra đời đi làm ăn, đi học tập, đi lo kinh tế cuộc sống, đi tranh đua với cái nghề nghiệp tương lai, rồi thì bây giờ tuổi trẻ ra dễ nhiễm thôi đó. Cho nên từ cái chỗ nó tiếp nhiễm những cái làn sóng mới, gọi là học thói mới lăn lòn theo sở dục. Cho nên Ngài mới than rằng là ở thị thiền thì đua chen sướng khởi, những tuồng hư do bọn gái lẫn trai, nào hút thuốc phiện hội gia trai, nào trùm đỉ ma cô nghề hút máu. Ai để mắt xem đời chu đáo, chẳng khỏi than dùm dân tộc quá hư hèn. Rồi diện áo quần son phấn lấn chen, miễn cho mình được lên xe xuống ngựa, và mãn điểm tô quy hoàng, nhà cửa ai khốn cùng để mặt đất trời sao. Mình thấy nếu mà cái xã hội như vậy, thì dân tộc như vậy, thì tuổi trẻ như vậy, thì còn hy vọng được không đứng đồng đạo? Trong khi Ngài xin quản với Ngọc Hoàng Thượng Đế cho quản ra đi, nhưng mà quản lại để giải đạo, mà bây giờ nó như vậy hoài, nó giải không nghe đó. 100 mới được ấu thôi 10 người. Bây giờ buông tay thì không nở, mà dạy thì dạy không được. Cho nên Ngài than là dạy chẳng đặng, lòng như lửa đốt, khắp dương gian chưa được ba phần. Đến nỗi Ngài nói cho cảm lòng luôn đó, mắt thấy đứa vô nghì phát giận, ngạc nổi mình còn bận pháp thân, chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tới tới độ dắt lần về ngôi, mà bây giờ dạy nghĩa dạy nhân không, mà có nhiêu đó là không được nữa. Rồi làm sao bây giờ cái tiêu chuẩn để rồi bây giờ xin quản lại đi, ân xá giảm miệng tội căn, thì mới mong thiên định ân xá bớt tội căn để kiếp đến long qua chầu Phật, mà xin quản lại bây giờ nó không sửa, nó không chịu tu, nó không chịu làm theo đạo lý như thường gì hết. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đọc lại một vài đoạn Đức Thầy diễn tả mình nghe áo não thê lương. Nếu ai mà có cha có mẹ mà có những đứa con vậy cũng hổ mặt hổ mày, không dám nhận ngưỡng mặt nhìn ai chứ, đau khổ gì đó thương quá. Còn huống chi bây giờ mình là tín đồ của Thầy, mà nhìn vào cái trong đầu thể như vậy thì bây giờ Đức Thầy có đau không?
Rồi nói là mình dân tộc Việt Nam là giống nòi thì cốt rồng tiên mà nay lạc mất gương hiền ở đâu? Hay là giống hồng lạc kim chi ngọc diệp nay đổ giờ nhiều sự thấp hèn? Mình dám tự hào mình là người dân tộc Việt Nam con rồng cháu tiên? Thua. Cho nên vì dỗ đó mà Đức Thầy nói thần gắng sức ra công khuyến dỗ, nhìn thuần phong mỹ tục của rồng tiên, gắng sức ra công khuyến dỗ để tập ở ăn theo nết thánh hiền, lòng tu tỉnh dòm Phật tiên nói chí. Nó thưa quý vị, cho nên vì vậy mà cái vai trò nhiệm vụ Đức Thầy rất là nặng. Vậy thì thưa với quý đồng đạo, bây giờ nói bữa nay nếu có đụng chạm với ga trai gái tuổi trẻ cũng thông cảm. Tại vì đây là những lời Thầy, những cái ước mơ, cái tâm nguyện lớn của Đức Thầy. Muốn dung quén, muốn nuôi dưỡng, muốn đào tạo cho những thế hệ mai sau để tiếp nối cái nhiệm vụ đạo Pháp. Còn những vị lớn tuổi thì đã hoàn thành cái đạo nghiệp của mình rồi, tương đối rồi. Thưa quý vị, cho nên giờ ở đây đó là Đức Thầy Ngài diễn tả một cái đoạn nào. Văn minh sửa mặt sửa mày, có không? Áo quần lá mướt ngày dài ăn chơi, rồi dọn xem hình dốc lả lơi, ra đường ăn nói những lời nguyệt qua. Trong tâm chứa những điều tà, lời ăn tiếng nói thiệt là quá lanh, xưng là đầu trẻ tuổi xanh, chẳng trao hiền đức học hành làm chi. Người khôn ngoan thì những chuyện gì cũng là lừa dối, vậy thì dân quê người xưa nó lại khinh chê, rồi ông cha hủ bại u mê hơn mình, rồi tự do trai gái kết tình với lo trao sữa cho mình đẹp tươi, rồi gái trai đến tuổi đôi mươi chẳng kiêng cha mẹ, nói cười lả lơi, rồi so hình sửa sắc chiều mơi, đặng làm những chuyện trái đời vô liêm. Ai coi làm gì rồi thôi, sao cứ bắt đầu. Ai để mắt xem đời châu đáo, chẳng phải than dùm dân tộc quá hư hèn. Than. Thưa quý vị, do đó mà những cái nhược điểm lớn như vậy, cái chỗ là mà nó gây ảnh hưởng tổn thương đến cái văn hóa dân tộc truyền thống thuần phong mỹ tục như vậy, đạo lý của Phật của Thầy như vậy, thôi thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đó. Rồi những cái diễn ảnh của cuộc đời này nó còn nhiều cái mặt khác. Đó. Thưa quý vị, rồi Ngài mới nhắc nhở cho chúng ta đó, là trong cái cuộc sống đảo lộn luân thường này đó, cái phần lớn là lý do tại sao đó. Từ cái lòng ham muốn, từ cái chỗ không nghĩ đến luân thường thảo hiếu, đạo lý luân thường, nên Ngài mới nhắc nhở trong đoạn: trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiết nữ nhân, gái lãng lơ tiếng nguyện lời đời, qua có chủ đèo vòng tình mới. Ngài mới kêu gọi chúng ta là phải làm sao đây? Cất tiếng gọi nữ nam ơi, hỡi bỏ những điều điểm nhục tông môn, đấng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu gìn theo đạo lý, hàng phụ nữ gương xưa nói chỉ, những mẹ hiền dẫu thảo roi truyền. Mình ân cần nói chuyện như vậy đó thưa quý đồng đạo. Hồi xưa mình làm xấu, làm sai, làm tội, làm quấy bao nhiêu, thì bây giờ mình làm tốt là bao nhiêu à? Ân cần gì đó. Chứ ân cần là gì? Là quan tâm, cần mẫn, qua chú ý và gắn gỗ hết lòng cái việc gì ân cần việc đấy. Nè, thưa quý vị, do đó đó mà ngoài cái vấn đề đó ra đó, thì bây giờ chúng ta ân cần những cái đạo lý mà Đức Thầy dạy trong cái đạo lý đời thường đó, là cũng như về cái đạo mà đạo làm người thôi. Về tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho rầu cái đạo làm người. Trước mắt là đạo đạo nhân lương của Thánh Hiền. Đó, Ngài dạy nghĩa là từ cái chỗ là đạo tôi chúa chặt dình câu chung thủy.
Bây giờ bắt đầu mình ân cần cái đạo này trước đi. Cái tới đạo thầy trò khắc cốt với ghi xương, rồi đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác. Đây là cái đạo ngũ lân. Rồi biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác nội tông cùng, ngoại tổ với cậu gì, thêm kính nhường anh chị kẻ cố tri mắt chẳng thấy lũ gian phi xảo trá và đạo bè bạn bất thân nhân với ngã. Chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gan. Nếu mà chúng ta ân cần và trao sửa gìn giữ theo cái đạo lý như vậy thì coi như chúng ta chùi lau giãn mặt rồi đó. Được một điểm rồi đó khoe. Còn cái điểm khác đó thì Ngài muốn nhắc nhở thêm cho chúng ta đó là câu tam tùng bọn gái nước ta, giữ hiếu nghĩa trẻ trai cho vẹn. Bây giờ là người phụ nữ thì có cái đạo tam tùng. Mà tam tùng là gì? Tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử. Có nghĩa là bây giờ ở tại gia thì phải tùng cha mẹ, nghe lời cha mẹ cân phân, tam tùng giảng giữ lập thân hôn là bữa nay. Tình duyên chẳng kiếp thì chạy chứ đừng kể lệnh gió mây ngoại tình. Rồi đi thưa về cũng phải trình công dung ngôn hạnh, thân mình phải trao. Phải không? Bây giờ tam tùng và tứ đức đây là cái chúng ta phải trao rồi. Nó nữ nam là phải làm cái chuyện này. Bây giờ giờ cái công là gì? Công là phải sửa làm sao? Làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên đừng cho công việc hớ hên với người mới là. Rồi chữ dung là phận đàn bà dốc hình tươi tắn, đứng đi dịu dàng, giàu cho mắt giữ nghèo nàng cũng là phải sửa, phải sang mới màu. Rồi ngôn là lời nói mặc dầu cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu không ăn. Đừng dùng lời tiếng phan ngang thì cha với mẹ mới an tâm lòng. Và hạnh là đức tánh phải không, ở cùng chòm sớm đừng cho mất lòng. Rồi Đức Thầy nói là bốn điều nếu đã làm sao ngang, bây giờ làm xong điều đó chưa đủ nữa, phải trao nữa nha. Cũng gìn chữ hiếu phục tòng song thân. Chứ không ai mà tu cái đạo lo chuyện này chuyện kia, cuối cùng bất hiếu cha mẹ cũng không vô được nữa. Phải không? Phải gìn chữ hiếu, vừa nuôi dưỡng bằng vật chất. Ai mà biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn. Hay là mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu đức thân yếu già đó. Rồi bây giờ về tinh thần thì Ngài cho biết rằng ở cho biết nhượng, biết tùy, vui lòng cha mẹ gì thì mới ngoan. Chữ hiếu vậy đó. Hoặc giả là gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ được vui lòng thỏa mãn. Hay là lập thân hành đạo, gian danh ư hậu thế, làm cho tốt lên để dĩ hiển phụ mẫu, hiếu chi trung giả. Chứ còn mình làm xấu cho người ta nói, hỏi con cháu nhà ai đó, nói con ông ba, hai bà ba đó là kể như đầu rồi, hết nói rồi. Còn ta khen nó, trời ơi, gia đình ông bà xứng đáng xem có đứa con đứa cháu nghĩa là dễ thương, đạo đức nó ngoan ngoãn, lễ nghi tốt đẹp vậy đó, phải không? Như vậy thì coi như cái nào nó tốt. Giờ bây giờ là sau khi Đức Thầy dạy tam tùng tứ đức xong rồi đó, bây giờ Ngài dạy tới gì? Tới mấy người lớn. Dạy rồi những việc đức ân phận làm cha mẹ sĩ phân lẽ nào, chỗ này cũng phải trao mà. Lỗi lầm con mình hồi xưa, lỗi lầm mình chưa tu thì mình chửi rủa làm sao đó kể nó. Trong gia đình chửi rủa liên miên hết, như thế kêu sang thần thánh, chửi tối ngày, chửi tắt lửa tối lửa tắt đèn luôn. Nhưng bây giờ mình hiểu đạo rồi, bây giờ phải trao chứ. Ta là thân phận làm tôi phải đó là phải đền phải đáp cho rồi mới ngoan. Như vậy thì mới hay chứ. Bây giờ như vậy thì chúng ta làm sao đây? Lỗi làm cho có hùng hào nè, đừng chửi, đừng rủa, đừng cào, đừng bươi. Đem lời hiền đức tốt tươi đặng mà giáo hóa vàng mười chẳng hơn. Cũng đừng gây gỗ giận hờn cho con bắt chước xả giận mới làm. Đó, giờ không có chửi rủa nữa. Con mình dạy không nghe xưa chửi rủa chứ giờ thực hiện theo cái đức bi của thầy dạy đó. Nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe, làm điều độc ác để phải tội, Phật chẳng vì thế mà ghét bỏ, là thương xót không cùng. Đó, cho nên vì thế đó là chúng ta rèn được, gọi là trao dầu. Đó, rồi bây giờ ngoài những cái vấn đề đó ra đó, là chúng ta còn phải làm những cái công việc rất là có ý nghĩa. Cái thầy rất là hiểu rồi những việc lao đao, ở cùng cô bác làm sao cho tròn, kính yêu nào phải hao mòn, ở cho phải nghĩa lòng sao mới vừa. Rồi nghinh ngang hỗn ẩu phải chừa, bà con nội ngoại giả thương mới là. Rồi sớm riềng phải ở thật thà, phải đừng giàu cho giàu không quen biết cũng là như quen,
rồi ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm tà nạn đôi chân giúp giùm, sát thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng trọn thú hùm sẽ thay. Rồi cho rồi nhân nghĩa mới hay, để nghi phong quá đổi thay làm gì. Từ đây biến đổi dị kỳ dương thế, chuyện gì cũng có chuyển lai, rèn tâm cho được thẳng ngay, khỏi nơi tà quỷ phải thấy đời. Cũng là người ở trong trời, cớ sao nói nhiều lời ngổ ngang. Đó, cho nên vì chỗ đó đó là Đức Thầy Ngài đã nhắc nhở cho chúng ta đó, làm sao để rồi chúng ta nghĩa là phải ân cần, phải trao sửa, phải nhìn nhó lại tất cả cái nhiệm vụ bổn phận của chúng ta. Còn đối với người nam thì đạo tam cư ngũ thường, đây là cái nhân đạo thôi. Bây giờ thưa quý vị, thứ nhất là quân thần can là đạo vô tôi, thứ hai là phụ tử can là đạo cha con, và thứ ba là phu thê can là đạo chồng vợ. Ngoài cái đó ra đó thì chúng ta còn phải ngũ thường là nhân nghĩa đi chí tính. Bây giờ hỏi sống trên đời này mà mình không có cái lòng nhân hậu, phải không? Không có lòng nhân không biết thương ai chứ. Rồi không có ăn ở, không có đức, không biết thương người, không biết kính người. Cho nên vì vậy đó là thiếu cái lòng nhân. Mà nếu mà lòng nhân đã thiếu rồi thì mình không thể nào mà mình tồn tại từ cái sự sống bản thân tới sự nghiệp, tới đạo pháp, tới linh hồn của chúng ta. Tương lai thì cuộc sống thì coi như là mình đã chôn vùi đi. Cho nên người thứ nhất là phải chịu dưỡng lòng nhân. Mà đạo Phật thì lòng nhân đây là nó đi vào cái chỗ là lòng từ bi, phải không? Rồi thứ hai là nghĩa là gì? Nghĩa có nghĩa là biết đền ơn đáp nghĩa. Giờ chúng ta đây là sống trong cái đạo lý tứ ân rồi. Đó. Câu tam tùng bọn gái nước ta, chữ hiếu nghĩa trẻ cha cho dẹn. Chữ hiếu là ơn tổ tiên cha mẹ, thấy không? Còn chữ nghĩa là từ cái ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Ba cái này gọi là nghĩa. Chúng ta phải đền đáp chứ. Thế nên bây giờ nếu như mà chúng ta bỏ rời đi cái đạo lý này thì hỏi cho cô bác đồng đạo mình lấy cái chỗ nào để mình tạo cái nền móng để mình dựng lên cái sự nghiệp. Trước là đạo đức bản thân mình, sau là đạo đức truyền thống của gia đình mình, của thầy tổ. Đó. Thì như vậy thì làm sao mà chúng ta đồng hành cùng dân tộc, làm sao để rồi non sông vượt rõ chói ngời mảnh gương Phật đạo soi đời cổ kim. Vì thế mà chúng ta phải có cái nghĩa. Cái nghĩa đối với là đồng bào. Đó, thì ở đây thì chúng ta phải làm sao từ cái ông đất nước thì chúng ta phải tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, phát triển nhân tài cho con em học thành tài đỗ đạt, để mà đóng góp xây dựng cho quê hương đất nước. Và làm sao để rồi chúng ta nghĩa là đóng góp trong nhiều cái công trình phúc lợi và chấp hành đúng theo cái quy định trong cái cuộc sống, vừa là giới luật mà vừa là luật pháp. Để rồi là tiếp tục đó là đấu dân tam bảo. Bởi vì nếu mà không có tam bảo ra đời đó thì chúng ta không bao giờ mình có cái cơ hội để mình giác ngộ. Không có chân lý, giống như đi đêm không đèn, mình đâu có thấy đường lối gì đâu. Thì do tam bảo ra đời có Phật pháp tăng trụ thế. Cho nên chúng ta có Phật để giáo pháp, đem giáo pháp để giác tỉnh, trở về cái chỗ mê, trở về giác. Cho nên Phật là giác. Rồi bây giờ có pháp là chánh pháp, là những cái pháp môn, những cái đường lối tu tập, để rồi chúng ta phân tách được con đường nào là khổ vui siêu đọa, con đường nào tà chánh. Cho nên từ cái chỗ đó nhờ có pháp, rồi bây giờ nhờ thứ ba là nhờ có tăng, là nhờ có cái giới luật thanh tịnh, nhờ có cái vị tín đồ, những gì vị tăng tiêu biểu, những vị đệ tử Đức Phật, để làm cái tấm gương sáng để tiếp tục truyền bá cái nền đạo pháp. Vì thế mà bây giờ đối với cái nghĩa, đối với tam bảo, cái ân đối với tam bảo này đó, chúng ta có thể mình bỏ quên được không? Đó, mình không có ân cần đối với cái ân này được không? Thưa đồng đạo, chắc không được rồi đó. Cho nên cái vai trò nhiệm vụ pháp môn tu mà gắn liền với cái chương trình hành đạo của đồng đạo chúng ta là nhất là phải tứ ân thôi. Nó ân cần cái chỗ này nữa nè. Cho nên từ cái chỗ mà ân cần đối với tam bảo này đó, chúng ta phải làm sao đây? Nên bổn phận của chúng ta nè, bổn phận của mình đó, phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ được minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ. Nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo pháp, đặng cái tinh thần từ bi bác ái của Đức Phật được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội cho đời sau.
Vậy thì bây giờ nếu như hôm nay trước mắt á, là chúng ta không noi theo chí đức của tiền nhân. Chí đức là cái ý chí và đức độ đó. Cũng như hồi xưa đệ tử Đức Phật là ông Phú Lâu Đa đó, là ông dám phát nguyện xin Đức Phật đi truyền đạo, dầu cho họ không nghe, họ chửi, họ mắng, họ đánh, họ đập, họ hành hạ, họ giết chóc thì ông cũng cảm ơn. Cho nên là ông thực hành lý vô ngã, đi vào cái con đường truyền bá Phật Pháp, quên thân gì, vì chúng sanh và vì nhân loại, cho nên ông thành công. Thì hôm nay Đức Thầy Ngài muốn đặt cái nhiệm vụ cho đồng đạo chúng ta đó, là muốn đền ơn Tam Bảo, muốn đền ơn tổ thầy, thì chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta cũng phải trước mắt là thực hiện chương trình đoàn kết đi. Nên là chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường dưới trên, hòa thượng chọn đường quy nguyên. Chứ còn nếu mà bây giờ mình không có đoàn kết lại nhau, không đồng tâm hiệp trí với nhau để chữ tu dắt diều, thì coi như mình thực hiện cái chương trình đời nó ta bảo khó lắm. Cũng như giờ nếu không mở chương trình thuyết giảng để rồi bây giờ Ngài cho biết cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Mà mình không hiểu cùng nhau chứ. Cũng như giờ ở đây thì mình thuyết giảng ở đây, rồi chỗ khác thuyết giảng chỗ khác, rồi chỗ thuyết giảng có mấy chục người nghe à, cũng được đi. Nhưng mà có một cái là nó không có cái sức mạnh nhau. Cho nên chúng tôi lên An Phú, bây giờ ở trên huyện An Phú, trên các cái xã trên đó, mỗi một lần thuyết giảng mời mấy chục ban trị sự về dự, cứ đi luân phiên nhau hoài, nhưng mà đừng có trùng ngày. Chứ chỗ nào cũng thuyết rầm không thì chỗ nào đâu ai đi đâu được. Cho nên chúng ta phải làm sao để mà hợp tác cùng nhau. Đây là cái chương trình đền ơn Tam Bảo. Một là ban trị sự phải có cái phương hướng kế hoạch là thuyết giảng định kỳ nè, mở lớp học bồi dưỡng nè, rồi phát hành giáo lý theo cái nhu cầu phù hợp, để chúng ta làm sao cho cái nền đạo Đức Thầy, nghĩa là nền đại đạo lưu thông khắp cả đại bực tiên hiền điều trọng Phật gia, để rèn dân bằng giáo thiết bình hòa, giống bác ái gieo sâu vô tận. Chứ đâu phải bây giờ mình chỉ gieo nổi dùng thánh địa các tỉnh, các huyện, các xã, địa phương ở dùng thánh địa không đâu, mà gieo sâu vô tận. Và mục đích lớn của Đức Thầy đó là đem đạo lành ban rãi nơi nơi mãn chờ trong bá tánh thảnh thơi khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Bốn biển liên dây hòa hảo, biết hòa hảo luôn, theo hòa hảo luôn, hiểu được giáo lý hòa hảo luôn mới được. Mà muốn có được gì thì tôi suy nghĩ tôi rất là vui mừng, rất tự tin. Hồi xưa chúng tôi đi nói 10 chỗ chứ chưa có ghi lại một lời một chỗ. Không ai nói rồi, cô bác hỏi cho mình có nghe, có nhớ không? Nói tối giờ suốt 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, bây giờ quý vị nhớ chừng vài ba điều thôi, về quên trăng. Nhưng mai nhờ mấy cái quý vị này có cái dài công nè, ghi hình ảnh, ghi lại những gì mà giáo lý viên trình bày. Đây là cái ký sự, những cái lưu lại tài liệu để anh em về nghiên cứu lại coi mình nói có đúng hay sai, có phù hợp cái đạo lý giáo lý thầy hay không, có phạm gì hay không để sửa. Đây là cái cách trao dồi nâng cao cái năng lực về thuyết giảng. Còn hai nữa, cũng là một cái để truyền tải cái thông tin về những lời đạo lý của thầy, để cho đồng đạo chúng ta khi rảnh mình mở lại mình nghe, mình còn nghe lại bữa đó ông giáo lý viên nói gì đó, mình nghe mình kiểm lại, sai mình góp ý giáo lý viên, thấy được thì mình nhớ lại những gì Đức Thầy dạy, đồng đạo chúng ta cùng nhắc cùng nhở nhau để thực hiện theo cái lời dạy Ngài cho biết rằng tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Bây giờ mình không ngồi lại với nhau, không nói, không nghe, không hiểu, không học, không làm chứ làm sao dìu dắt được. Cho nên mình làm gì mình không đền ơn Tam Bảo được. Có nhiều khi nói bữa nay công chuyện nhà cũng không bận rộn gì lắm, mà nay sao nó có mỏi cái chân chút thì kêu con cháu nó đưa xe tới được rồi, cũng mỏi chân chứ cũng không đi thuyết giảng. Bữa nay công việc nhỏ, nhà giữ mấy đứa cháu thôi để bữa khác đi chị ơi, cũng không đi, nó rốt cùng người lý do này người lý do nọ, cái chùa thuyết giảng hết xỉu. Đồng đạo mình biết rồi, nhiều khi cái công việc thế sự nó bận rộn nhiều hơn đạo sự, mình làm riết vậy thành ra mình lơ là với cái nhiệm vụ truyền bá và đền ơn Tam Bảo, mình không có lập được cái công hạnh, phải không đồng đạo? Mà chính Đức Thầy Ngài muốn nhắc nhở cho chúng ta trong cái nhiệm vụ này phải làm một bằng trái tim, làm một cái sự nỗ lực hy sinh cả vật chất tinh thần lõa đạo. Phần tớ sát phàm tớ sẽ dâng cúng dường cho Phật, Phật đành ưng. Dầu cho phải chịu ngàn cay đắng cũng nguyện đạo màu sẽ chân